Viên Hoàng, cảm xúc bạn như thế nào khi lần đầu tiên đứng trên bục cao nhất của tháp xếp hạng? Ngay lúc này đây thì em thấy rất là vui mừng. Tập trước em đứng ở trong vòng loại, em có nói với tất cả các anh em ở đây là nếu mà em có phải ra về thì ở ngoài kia em sẽ vẫn cố gắng để leo lên vị trí thứ nhất. Thì ngay hôm nay em đã đứng ở đây rồi và em chứng tỏ được bản thân của mình ạ. Team Như Vân thì chỉ còn một thí sinh thôi, nhưng mà thí sinh này thì phải nói là gà chiến. Bạn có một sức mạnh nội tại rất là lớn, khai phá ra thì rất là dữ dội luôn. Bên cạnh đấy thì em cũng đang hồi hộp vì không biết là quyền năng của em bây giờ như thế nào. Kể cả khi đứng trên bục, vẫn rất là lo vì sẽ có một cái luật nào đó. Và ngày hôm nay, quyền năng của thí sinh chiến thắng trong tập 6 The Next Gentleman. Bạn sẽ được hoán đổi hai thành viên trong phòng loại. Thắng hơi băn khoăn và thấy hơi lo ngại vì không biết rằng chiến thuật của Hoàng cũng như chị Như Vân sẽ như thế nào. Khi mình có quyền năng thì lúc đó nụ cười trên gương mặt của mình không còn nữa. Đã đến lúc phải chơi rồi. Hết tới sau. Việt Hoàng sẽ chọn thành viên của team cố định lên để đảm bảo số lượng cho toàn bộ thành viên team cố định. Cũng nghĩ là Việt Hoàng sẽ cứu Phước Nguyên và đưa một thành viên của team luân phiên vào vòng loại. Duy chưa từng vào vòng loại. Đứng ở đó thì mình rất là hồi hộp và lo lắng. Không bao giờ biết được là Việt Hoàng đang nghĩ gì, tại vì bạn là một người rất là thông minh. Bạn sẽ tìm được những cái phương án lợi nhất dành cho team của mình. Đầu tiên em xin hoán đổi. Vĩnh Đam. Không thể tin được. Mình là một người thuộc team chiến thắng, có full Z từ ban giám khảo. Trống rỗng và không biết phải làm gì tiếp theo hết. Em đang ở một vị trí quá an toàn. Đến lúc em phải đối diện vào vòng loại rồi. Thay cho vị trí của An Duy ạ. Với một cái thí sinh mạnh như là An Duy, đó là một cơ hội tuyệt vời để triệt tiêu An Duy ngay tại lúc đó. Nhưng mà Việt Hoàng lại cứu An Duy lên. Nó thật sự là bất ngờ đối với mình. An Duy là một đối thủ khá là mạnh và mình muốn được chiến đấu với anh ấy ở trong chung kết. Cảm thấy là mình xứng đáng đấy chứ. Tại vì những cái gì mà Duy đã cố gắng từ đầu cho tới bây giờ thì một người em của mình cũng đã công nhận được điều đó và họ thấy được điều đó và họ đã cho mình cơ hội để tiếp tục bước vào bán kết. Vĩnh Đam, xin mời bạn đổi vị trí cho An Duy. Khá là giận Việt Hoàng, tại vì ở ngoài hai anh em chơi rất là thân. Không nghĩ là Việt Hoàng sẽ đưa mình xuống vào nguy hiểm. Và người cuối cùng em muốn hoán đổi đó là anh... Bây giờ Việt Hoàng nhớ lại thù xưa mình đưa ba thí sinh của team cố định vào team của chị Như Vân. Không biết là Việt Hoàng có nhớ hay không nữa, nếu mà nhớ thì chết. Khoai Vũ. Thực sự rất là bất ngờ nhá. Chưa hiểu được Hoàng chơi kiểu gì. Ly cũng hơi bất ngờ về quyết định của Việt Hoàng và cũng như hơi bất ngờ về cách thức chương trình làm yếu tim các supporter. Việt Hoàng có quyết định như vậy chắc chắn sẽ có lý do. Biết đâu cái đó là ý của chị Như Vân thì sao? Thực sự thì Thùy cũng không có bất ngờ lắm. Khoai Vũ ở mức cuối cùng là mức số 14 là Thùy cũng đã thấy nó có hơi có vấn đề một chút xíu. Xuống vị trí của Thành Trung ạ.
cũng không nghĩ là Việt Hoàng sẽ cứu mình. Bất ngờ đấy, với quyết định của bạn. Mà mình bị đẩy một phát xuống ngã thì bạn biết là cái cú ngã đấy nó đau đến như thế nào không? Em muốn trả ơn Thành Trung vì lần trước đã cứu em là điều thứ nhất. Chúng ta có thể chơi một cuộc chơi thoải mái hơn, thay vì việc lúc nào cũng phải nhắc tới nhau là nợ một ân tình nào đó. Bạn ấy đã dùng mình để cứu ân nhân của mình như thế thì không biết là cái người mà bị hại như thế người ta sẽ nghĩ gì và ra sao. Điều thứ hai là so với tổng thể chung của team kế Bét thì anh Khoai Vũ đang là người không có vote nào là kém nhất. Nếu được thì cho em xin lỗi anh Khoai Vũ nhé, bởi vì em rất muốn được chiến đấu với những người mạnh hơn và em muốn cuộc vui này nó trở nên vui hơn thay vì là an toàn mãi. Mình cũng chưa suy nghĩ rằng ở trong các thử thách mình đã làm xấu cái gì hay sai cái gì cả. Thì bây giờ cứ loại những người mạnh nhiều đi. Mình sẽ tự bơi một mình, tự tham chiến một mình và mình sẽ không còn anh em gì ở đây nữa cả. Bên cạnh đó, khi mà em bước vào cuộc thi này rồi, em đã xác định đây là một cuộc chiến và em đã tìm được cái điều mà em cần phải bảo vệ ở trong chương trình này là supporter của mình. Hai team cố định và luân phiên đang đấu đá với nhau, nhưng ẩn sâu trong đó là chính các supporter, chính những người trong team cố định đang đấu đá lẫn nhau. Chị Như Vân chơi thâm quá, mình không lường được nước đi này. Bạn không vì bất cứ ai trong team luân phiên, bạn cũng không vì bất cứ ai trong team supporter. Bạn chỉ nhắm tới một mục tiêu, đó là quán quân. Cũng là gần tới chung kết rồi thì không có chuyện nhân nhượng với nhau nữa. Tuy rằng anh em nhìn nhau, anh em bảo vệ nhau nó là trong lời nói thôi, thực chất là bên trong con người của bất cứ ai, đến kể cả Khoai, đều suy nghĩ rằng là mình làm mong muốn làm sao mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất dù làm cách nào chăng nữa. Bạn không nhát để chơi game theo luật, cái đó là cái bản lĩnh nhá, mình rất tôn trọng trong một người đàn ông và một gentleman. Xin mời Khoai Vũ, bạn sẽ bán đổi vị trí với Thành Trung. Mình đã sai ở tập trước, lại bảo vệ team cố định của mình. Và tự nhiên nó bụp cái, mình lại đứng vào một cái nơi mà mình chưa từng đứng. Ở dưới là hai người trong team cố định chứ không phải là một nữa rồi. Buồn, rơm rớm nước mắt.